Xin chào, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn nạp tiền thông qua chuyển khoản ngân hàng tự động Tiger Pay tại Life Finance. Tại Life Finance, việc nạp tiền thông qua phương thức thanh toán chuyển khoản ngân hàng Tiger Pay mang lại rất nhiều ưu điểm vượt trội. Chuyển khoản ngân hàng Tiger Pay nạp tiền thông qua ủy nhiệm chi, nạp tiền hoàn toàn tự động rất nhanh ngay cả giữa đêm khuya. Tính năng quét QR tiện dụng, dễ dàng thông qua bất kỳ ngân hàng nào. Không giới hạn số tiền nạp khi chuyển khoản tại văn phòng ngân hàng. Để nạp tiền, bước 1. Đăng nhập vào tài khoản Life Finance tại website my.lifefinance.org ở mục tài chính chọn tiền ký quỹ và phương thức thanh toán chuyển khoản ngân hàng Tiger Pay. Để thao tác nạp tiền bạn cần, chọn số tài khoản MT4-MT5 cần nạp tiền. Nhập số tiền cần nạp với đơn vị Việt Nam đồng, tối thiểu là 300.000. Nhập mã khuyến mãi nếu có và nhấn tiếp tục. Bước 2. Xác nhận số tiền cần nạp vào tài khoản. Bước 3. Thực hiện chuyển khoản. Bạn chỉ cần chuyển khoản đúng thông tin người thụ hưởng trên bao gồm tên ngân hàng, số tài khoản thụ hưởng, tên người thụ hưởng, số tiền, nội dung chuyển khoản, bấm xác nhận. Bạn có thể thao tác tiện dụng hơn bằng cách quét mã QR code thông qua ứng dụng điện thoại của các ngân hàng. Khi bạn quét QR code, thông tin tài khoản thụ hưởng sẽ hiển thị một cách chính xác. Sau khi chuyển khoản xong, bạn nhấn nút xác nhận trên màn hình máy tính. Bạn vui lòng chờ đợi trong giây lát để hệ thống xác nhận lệnh nạp. Một lát sau, số tiền sẽ được hiển thị trong tài khoản MT4 hoặc MT5 bạn đã chọn ban đầu. Chúc bạn thành công!